Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tự học Tarot cùng Thu Anh, và mình là Thu Anh. Mình ở đây để đem đến cho bạn những bài giảng ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu nhất về bộ môn Tarot cũng như là các kiến thức về huyền học, tâm linh, bói toán khác. Và hôm nay thì chúng mình sẽ tiếp tục series về kết hợp hai lá nữ tư tế và bộ ẩn phụ, cụ thể là bộ gậy. Trước khi vào với nội dung bài giảng ngày hôm nay, các bạn đừng quên có thể đặt lịch xem trải bài riêng hoặc là học tarot một kèm một với mình qua fanpage Tự học Tarot cùng Thu Anh, đặt lịch xem lá số chiêm tinh qua fanpage Chiêm tinh cổ học, hoặc là đặt mua đá thạch anh, vật phẩm phong thủy qua fanpage Tiệm phong thủy của Thu Anh. Tất tần tật link mình để phía dưới phần mô tả. Và bạn đừng quên là mình vẫn đang triển khai gói vận hạn năm 2023, và bạn có thể liên hệ với mình qua các fanpage để tìm hiểu kỹ hơn về thông tin gói này nhé. Rồi, về nữ tư tế và bộ gậy. Thứ nhất, nữ tư tế là lá bài thuộc bộ ẩn chính, nói về những cái kiến thức hay là thông tin bị ẩn giấu, phải mất công điều tra hay khám phá thì mới lôi được cái thông tin hay kiến thức đấy lên. Lá này còn nói về trực giác này, về kiến thức ẩn giấu thì ai cũng biết đấy là huyền học này. Đấy, bởi ai cũng biết, ai cũng rất là tin. Đa phần mọi người đều muốn biết nhiều hơn về huyền học, về tâm linh, nhưng mà nó lại không phải là cái bộ môn được giảng dạy trên ghế nhà trường hay là được thừa nhận rộng rãi, mặc dù ai cũng hứng thú. Rồi, và bộ ẩn phụ thì ở đây chúng mình bất cứ sự kết hợp nào giữa nữ tư tế và một lá bài của bộ gậy đều đem đến một năng lượng tương đối mâu thuẫn và có tính đối lập, bởi vì nữ tư tế thì nói về tình huống bị động, bí mật, kiến thức bị ẩn giấu, trong khi bộ gậy thì lại là chủ động, nhiệt huyết, đam mê, năng lượng của lửa, của bản năng. Đầu tiên, với nữ tư tế và một gậy, có thể nói về một cái thông tin hay một cái sự kiện khá là thú vị, mang tính kích thích nhưng mà lại đang bị ai đấy giấu đi, hoặc tin tức về việc mang bầu, sinh nở nhưng mà bị giấu đi, không cho người khác biết. Thế, ok, nói chung bất cứ tin tức gì rất là thú vị, rất là kích thích nhưng mà lại bị giấu đi, ẩn giấu đi. Hoặc là nói về việc bạn chủ động đi khám phá cái tin tức bị ẩn giấu này. Đấy. Rồi, tiếp tục với hai gậy, sử dụng trực giác này và nội tâm sâu sắc này để khám phá thế giới, để đạt được những thành tựu lớn ở thế giới vật chất. Hoặc là đây là một nói về một cái giai đoạn phát triển bản thân sau khi đã khám phá bản thân. Đây là phát triển, đây là khám phá. Khám phá xong rồi thì mình đi phát triển thôi. Rồi với ba gậy, hành trình tâm linh, có thể là hành trình ở thế giới thực. Bạn đi đâu đó để khám phá thế giới, từ đó hiểu rõ hơn về bản thân, phát triển bản thân, phát triển nói chung là như thế. Nói chung đây, bạn đi đâu đó, bạn phải đến một vùng đất xa xôi để bạn phát triển bản thân. Ngày xưa thì gọi cái này là đi hành hương, tìm về với Chúa, đến gần hơn với Chúa. Bây giờ cái sự hành hương đấy là nó là đi nước ngoài, đi nước ngoài, đi du học. Rồi, với bốn gậy, củng cố năng lượng tâm linh, giác quan thứ 6 của bản thân, củng cố và ổn định lại. Hoặc nói về một buổi tiệc tùng ăn mừng nhưng mà bạn lại không được biết đến, hoặc là có một buổi tiệc tùng nhưng mà bạn đang tìm cách giấu thông tin của buổi tiệc này đi. Lý do vì sao thì rút thêm sẽ biết. Với năm gậy, một bí mật, một thông tin bị ẩn giấu mà nếu mà mọi người biết ấy, thì sẽ đem đến xung đột, bất hòa cho những người xung quanh. Và hoặc là bạn nói về một cái cảm giác bứt rứt, khó chịu trong lòng khi chưa hiểu, chưa tìm ra, chưa điều tra ra được một vấn đề nào đấy. Rồi, với 6 gậy, thành tựu thành công nhờ bạn sở hữu trực giác và khả năng tâm linh mạnh mẽ. Sự kết hợp này có thể khuyên bạn sử dụng giác quan thứ 6 để ra quyết định sáng suốt và giúp bạn thành công. Giác quan thứ 6 sẽ giúp bạn đạt được thành tựu, nhưng đây thành tựu nhỏ thôi. Rồi, với 7 gậy, có thể bạn đang gặp phải một số tình huống khó nhằn, như đang phải chiến đấu với thế lực bên ngoài. Và nếu mà muốn tìm giải pháp thì hãy tìm ở bên trong, đừng có tìm giải pháp đến từ bên ngoài nữa. Ví dụ như là bạn thường xuyên đi đến đâu cũng bị xung đột với đồng nghiệp, cũng bị đồng nghiệp nói xấu. Một hai lần thì có thể thì không phải lỗi của mình, nhưng mà nếu lần nào 10 lần thì đều bị nói xấu và đặt điều thì maybe hãy nghĩ
thử xem mình có làm gì sai hay thái độ của mình có gì gợi đòn khiến cho người khác muốn nói xấu không. Và đôi khi bạn chỉ cần thay đổi bên trong hoặc là thay đổi cách bạn nhìn nhận vấn đề, là tự vấn đề được giải quyết mà bạn không cần phải đụng tay đụng chân hay không cần phải thay đổi người khác. Rồi với táng vậy, một tình huống đòi hỏi bạn phải ra quyết định nhanh chóng. Và ở đây cái quyết định này được bạn được bài khuyên là hãy sử dụng trực giác để ra quyết định chính xác và sáng suốt nhất. Hoặc là một cái, nói về một cái sự thay đổi vị trí địa lý liên quan đến tâm linh. Hoặc là trực giác của bạn bảo bạn cần phải thay đổi vị trí địa lý. Với chín gậy, bạn được khuyên là tiếp tục cố gắng này, tiếp tục nỗ lực để đạt được mục tiêu bằng cách sử dụng nguồn kiến thức dồi dào, nội tâm phong phú, trực giác mạnh mẽ của bạn. Tiếp tục đi, đừng bỏ cuộc. Với 10 gậy, nói về sự cho thấy một vài thông tin bị ẩn giấu, kiến thức bị ẩn giấu, mà cái kiến thức hay bí mật này sẽ có lẽ là sẽ trở thành gánh nặng cho bạn. Đấy, hoặc là bạn cảm thấy là bạn bị xì chết khi bạn biết một cái bí mật nào đó và bạn biết rằng bạn nghĩ ôi thà đừng biết còn hơn. Đôi khi nó sẽ là như vậy. Với cậu bé gậy hay tiểu đồng gậy, bắt đầu một tình huống hay một hành trình mới mà bạn được khuyên là hãy sử dụng trực giác mạnh mẽ của bạn để đi trên cái hành trình này. Hoặc là đơn giản là bắt đầu một hành trình mang tính tâm linh, hành trình phát triển bản thân, hành trình trở thành một tarot reader. Với hiệp sĩ gậy, bạn đang nắm giữ một vài bí mật quan trọng và hãy cẩn thận đừng để tình huống hay những người xung quanh bị ảnh hưởng. Đấy, có nghĩa là có thể bạn đang nắm giữ vài bí mật quan trọng và bạn rất dễ bị lỡ mồm nói ra những cái bí mật đấy, và khi mà nói ra rồi thì mang lại kết quả không tốt. Đừng bồng bột hoặc đừng vội vàng tiết lộ một thông tin bị ẩn giấu hay thông tin bí mật nào đấy. Với nữ hoàng gậy, nói về một người mạnh mẽ, có tài năng, có kiến thức sâu rộng, có khả năng lãnh đạo, người có tầm nhìn, có chiều sâu, rất thông thái. Vừa mạnh mẽ, vừa hành động, lại vừa có chiều sâu. Rồi với vua gậy, mạnh mẽ, tài năng, kiến thức sâu rộng, có tài lãnh đạo, tính cách thì lại có chiều sâu. Vẻ ngoài có thể vẻ rất là nam tính, cứng rắn theo kiểu một cái người đàn ông nổi bật đi, một người alpha male, một người đàn ông mạnh mẽ. Nhưng mà thực chất lại rất là hiểu lòng người và có EQ cao, biết cương nhu đúng lúc. Nếu là lãnh đạo thì sẽ không phải kiểu lãnh đạo thích nịnh nọt. Đấy, cái người này vẻ bề ngoài thì rất là nam tính, đầy lửa, cả năng lượng gậy lẫn năng lượng của vua đều là mang tính lửa. Nhưng mà thực chất bên trong có chiều sâu mà phải tìm hiểu kỹ thì mới biết được về cái chiều sâu của người này. Rồi, thì đó là nội dung của bài giảng ngày hôm nay, nữ tư tế kết hợp với bộ gậy. Và mình sẽ nói nhanh nhanh những cái gạch đầu dòng thế thôi, là bởi vì trong một cái trải bài cụ thể thì chúng mình sẽ nói được nhiều thứ hơn, bởi vì lúc đấy mình có được năng lượng của Quarren, mình có được câu hỏi cụ thể. Còn cái bài giảng này để bạn tham khảo, để bạn biết được cái cách mà kết nối hai lá bài với nhau thì nó sẽ như thế nào, cách mà khi mà mình có hai cái nội dung khác nhau và làm thế nào để liên kết sâu chuỗi thành một câu chuyện. Rồi, thì đó là bài giảng ngày hôm nay. Mình xin phép dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách ấn like, theo dõi, bình luận giúp tăng tương tác cho kênh. Và các bạn đừng quên là nếu hứng thú về gói vận hạn năm mới thì liên hệ với mình qua các fanpage nhé. Cảm ơn các bạn lần nữa. Bye bye.